Đây đâu, cho em xin được gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể các bác chơi audio mình Tổ quốc. Hôm nay là ngày 23 tháng 4, em tiếp tục cân hạnh giới thiệu đến các bác một chiếc đầu đến từ thương hiệu của Đàn Ông. Model của nó là DCD800. Model này thì em bán cũng khá là nhiều rồi. Nó được sản xuất năm 1988 với giá xuất xưởng của nó là 49.800 yên. Nó bằng giá xuất xưởng của chiếc đầu Sony 950 và 970 của Sony. Đấy. Và giá thì bây giờ nó lại rẻ hơn. Đơn giản nó chỉ là cái thương hiệu thôi. Còn nó mắt đọc thì nó mắt đọc của Sony, dòng mắt 152 khá là bền, ổn định và không kén đĩa. Đấy. Chiếc đầu này thì được sở hữu cái xe ngang của nó là 43,4 cm, chiều cao của nó là 10 cm và chiều sâu của nó là 31,5 cm. Và nó nặng là 4,1 kg. Còn chip giải mã của chiếc này thì trang bị hai chip giải mã PCM56P và con SM5807 cho chất âm chi tiết ấm áp này, đặc trưng của những dòng đại lông. Còn mắt đọc thì dùng mắt đọc của Sony rồi, dòng mắt 152A, dễ thay thế và không cắn đĩa, chuyển bài ổn định. Và tới đây thì em cũng xin quay chi tiết cái phần ngoại hình cũng như nội thất bên trong để bác được chiêm ngưỡng. Thì đây là cái mẫu mã thì là đàn em của con Đàn Ông Đàn Tư các bạn. Nó chỉ thiết kế khá là đẹp. Phần mặt thì cơ bản là đẹp nhé. Mặt mũi cơ bản đẹp. Phần lắp lưng cũng đẹp này. Hỏi bên đây. Ở phần cánh trên thì đây nó cấn nhẹ một chút thôi, xước mở. Đấy, và đây nó có cái vết xước phần nắp lưng chấm nút sườn rồi, đây nữa, và đây cái vết này thì thôi kệ nó nhỏ mà, em để nguyên cái nước sườn của nó nhé. Nước sườn zin của nó thì các bác cứ càng lau càng bóng theo năm tháng luôn. Model của nó là DCD 1800 800 điện 100V, công suất 11W và seri của nó là 712151 3033 và được sản xuất tại Nhật Bản. Chiếc này trang bị thì hai đường lúc ra, một đường thì không chỉnh âm lượng, một đường chỉnh âm lượng phía trước nhé. Và sau đây là phần nội thất bên trong. Đây là phần nội thất bên trong của chiếc đầu này còn khá là mới rồi, máy móc thì zin nguyên bản, mắt đọc zin thang máy luôn, bộ cơ chắc chắn êm ái. Và đây có chip giải mã đây. PCM56 đây. Đây. Đấy. Và con SM5807 nằm đây. Tụ đồng nguồn của nó 3300 mAh 16V. Và đây là phần đáy phía dưới. Đây là phần đáy phía dưới. Rồi và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc và chức năng hoạt động của chiếc đầu này để các bác được thưởng thức. Và chiếc đầu này thì bên em bán với mức giá là 900.000 đồng, em bao phí ship toàn quốc cho bác nào chuyển được tiền, bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship cho em. Và trong quá trình nhận hàng thì các bác cứ test kiểm tra, nếu không may sản phẩm bên em gửi đi mà nó có sự cố thì cứ giữ nguyên tem niêm phong, đóng gói cẩn thận gửi đến bên em kiểm tra đúng lỗi, hoàn tiền 100% cho các bác, hoặc các bác đổi cái sản phẩm khác tùy tự mình. Còn trong quá trình mà đã dùng rồi thì bên em không bảo hành, nhưng bên em sẽ hỗ trợ sửa chữa nếu không ai sản phẩm bị lỗi mà không tự sửa. Tiền phí thì các bác thanh toán cho em. Mà các bác lưu ý là thứ nhất là mua hàng bên em thì các bác cố gắng giữ tem niêm phong, có vấn đề gì sự cố thì liên hệ với em để bên em được hỗ trợ sửa chữa. Đấy. Còn các bác đã tháo ra chọc máy vào rồi thì thực sự luôn những sản phẩm rất là khó xử lý ạ. Cái đầu đĩa này không những kiểu ni đâu, không phải thợ nào cũng làm được nhé. Đấy là một lý do mà bên em phải hỗ trợ sửa chữa cho các bác ấy ạ. Còn mà bên em thì không ngại về vấn đề hỗ trợ sửa chữa phần máy hay phần mắt nhé. Rồi và em xin giới thiệu ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh, số điện thoại em là 0907 23269, em để tiêu được của video. Các bác có thể trực tiếp hoặc kết bạn Zalo em đều được nhé. Đầu thì không chăn đĩa rồi, đọc tốt, đĩa lòng xanh là đĩa sao chép, đĩa lòng vàng cũng như đĩa lòng trắng nhé. Em test một cái địa chép full flow đây, em bắt được thưởng thức ạ. Đã nhận đĩa
Rất tốt ạ.
Em xin phép được dừng video test ở đây. Thì, chiếc đồ này em đọc rất là tốt, chuyện âm dày dặn ở map. Và giá của chiếc đồ này thì bên em bán với mức giá là 900.000 đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho bạn nào chuyển đổi tiền. Bạn nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại của em là 0907-23-269. Em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau ạ.